Chiều nay ngày 24 tháng 11, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Qua tổng hợp ý kiến các đại biểu Quốc hội về dự án luật này, có 100 ý kiến thảo luận tại tổ đại biểu Quốc hội, nhất trí cấm tuyệt đối lái xe có nồng độ cồn và 10 ý kiến đề nghị quy định cụ thể tỷ lệ được phép. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, việc xây dựng luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan. Mục tiêu quan trọng nhất của quy định này là bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân khi tham gia giao thông, xác định cụ thể cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phát triển, quản lý hạ tầng giao thông, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Về 10 ý kiến thể hiện quan điểm cho rằng cần có báo cáo đánh giá, tổng kết, cơ sở khoa học để đưa ra mức giới hạn thấp nhất thay vì cấm tuyệt đối, Đại tướng Tô Lâm cho rằng việc dự thảo luật quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là một trong những hành vi bị cấm nhằm bảo đảm sức khỏe người tham gia giao thông, tránh lạm dụng rượu bia, bảo vệ giống nòi, hạn chế tai nạn giao thông. Nội dung này cũng thống nhất với quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia. Cũng theo Bộ trưởng Công an, vừa qua, sau thời gian thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, các vụ tai nạn giao thông liên quan sử dụng rượu, bia đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ nghiên cứu, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng, đề nghị quy định tỷ lệ nồng độ cồn cụ thể, được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông để bảo đảm yêu cầu thực tiễn, có căn cứ khoa học và khả thi.